máy lắp ráp Macro ở Texas. Ngày 17 tháng 11, Nhà Trắng đã xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đi thăm nhà máy sản xuất của Apple tại Austin, Texas, vào thứ Tư ngày 20 tháng 11. Trong tuần qua, các báo Mỹ đã đưa tin ông Trump sẽ tới thăm nhà máy của Apple ở Austin, nơi lắp ráp dòng máy tính cao cấp Macro mới. Apple đã chuyển dây chuyền lắp ráp Macro sang nhà máy ở Austin, Texas, vào tháng 9 sau một đợt miễn áp thuế suất cao cho các bộ phận linh kiện máy tính mà hãng này đạt được từ các cơ quan quản lý thương mại Mỹ. Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã được ca ngợi về mối quan hệ của ông với Tổng thống Trump tại thời điểm tình hình sản xuất trong nước và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới mô hình kinh doanh hiện tại của hãng. Ông Cook từng có các cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tổng thống Trump, bao gồm cả một bữa tối riêng tư. Khi Apple đối mặt với mối đe dọa về thuế quan cho các sản phẩm của mình trong năm nay, Apple đã đầu tư nhiều vào Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức vào năm 2017 bao gồm một kế hoạch đóng góp trị giá 350 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ và đang tạo ra 2,4 triệu làm tại Mỹ. Hãng hiện trực tiếp sử dụng khoảng 130.000 lao động. Apple cũng đã tránh được sự giám sát chống độc quyền dữ dội mà một số đối thủ của như Amazon và Google phải đối mặt. Macro không phải là yếu tố chính thúc đẩy doanh thu hay lợi nhuận của Apple. Các sản phẩm phổ biến và có lợi nhuận cao nhất của Apple được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng việc miễn thuế đối với hầu hết các bộ phận của Macro được coi là một chiến thắng cho cả Apple và tổng thống Trump.